vào một khoảng thời gian xa xưa trước đây có một vị tiên sinh tài ba xuất chúng nhưng cả đời ông chỉ sống trong cô độc và trở thành một con ma men không thể sống mà thiếu rượu thế giới lúc này thì sắp gặp đại nạn biết vị tiên sinh không còn sống được lâu một người đàn ông đã tìm đến với mong muốn biến nguyên thần của ông thành một cây bút như thế thì linh hồn ông sẽ mãi trường tồn nhưng ông chỉ để tâm đến bình rượu vừa nốc được rượu thì đầu ông đã có ý tưởng và chạy đến bàn viết ra vài dòng chữ phép sau đó được thi triển tiên sinh đã biến thành cây bút lông người đàn ông kia cố hút cây bút về ống tre thì chiếc bút đã tự bảo vệ bản thân rồi bay đi người đàn ông bó tay và không biết bao giờ mới có thể gặp lại cây bút đó và quay về hiện tại đây là nhân vật chính trung hạ sinh viên đại học cậu phải học lớp quốc ngữ chán ngắt chỉ vì tối qua cậu không tìm được lớp nào khác vì cái tốc độ mạng của trường quá chậm mải ngồi xoay bút mà cậu chẳng thèm nghe thầy giảng bài nên bị gọi lên trả lời cậu trả lời tào lao trên trời dưới đất khiến một thanh niên cùng lớp đã phải đứng lên trả lời thay đã vậy thanh niên này còn đẩy trung hạ lên chỗ thầy để cậu xin lỗi vì cậu không tôn trọng bài giảng của thầy mà còn trả lời sai để xúc phạm văn thơ cậu vừa bị đẩy lên bàn thì đã chống trả và làm rơi cốc cà phê lẫn cái bút lông của thầy cậu kịp lao đến bắt lấy cái cốc nhưng chiếc bút thì lỡ chân đạp gãy bút này lại là cái mà thầy yêu quý nhất nên thanh niên kia cho rằng cậu là một tên ăn tàn phá hoại cậu sau đó bị thầy và thanh niên kia đưa đi vốn dĩ cậu chỉ chọn thêm một lớp nào đó cho đẹp bảng điểm mà giờ lại như này thầy dạy thì chán đã vậy còn hay đặt câu hỏi chưa đủ khó chịu nên đời bonus thêm cho thanh niên trịnh hòa mà trung hạ ghét cay ghét đắng vì cái thói hay dìm người khác cậu quyết phải cho thanh niên này một trận lúc ra về cậu bị đưa lên gặp hiệu trưởng trịnh hòa bày đặt sở trò thảo mai trước mặt thầy để chối bỏ một phần trách nhiệm trong vụ này và đùn hết tội lên đầu trung hạ hiệu trưởng cũng bực trung hạ vì thầy quốc ngữ đây suốt 10 năm mới có hứng đi dạy lại mà bị cậu phá phách như này thầy mắng mỏ cậu thậm tệ và còn cho rằng cậu khỏi học môn này nữa đã vậy còn bị gạch tên khỏi lớp và ghi vào học bạ luôn cho nhớ cậu đành phải xuống nước xin lỗi để hy vọng được bỏ qua nhưng thầy quốc ngữ đã cho cậu biết cây bút này không phải hạng tầm thường nó thường xuất hiện ở chợ đồ cũ nhưng không phải lúc nào cũng có nếu cậu tìm được một cây tương tự thì thầy sẽ xì xóa ông cho rằng làm thầy thì nên dạy chứ không nên phạt ông muốn cậu học ra nhiều đạo lý trong quá trình tìm ra cây bút mới đến lúc đó thì ông có bút mới còn cậu có bài học trung hạ vẫn chỉ biết cười trừ cho qua cậu sau đó đã phải đi đến hơn chục cái chợ đồ cũ mà vẫn chẳng kiếm được cái nào giống với cây bút của thầy cậu nghi ngờ thầy cố tình chơi xỏ cậu để cậu vừa mất sức và vừa mất điểm đột nhiên ở chợ này có một quầy bán bút lông cậu ngồi xuống xem mà chẳng có cái nào giống với cái của thầy mặc cho ông chủ cứ mải giới thiệu hàng thì trung hạ lại phát hiện trình hòa đi ngang cậu bỏ việc mua bút để bám theo ông chủ vẫn cố chào hàng buộc cậu phải dứt khoát rời đi cậu sau đó theo trình hòa đến một nơi là mặc vũ trang trịnh hòa đã vào đây để nhờ người quen tìm giúp cái bút quý hiếm giống của thầy trung hạ biết tên khó ưa này đang cố lấy lòng thầy và sẵn tiện dìm cậu thêm cậu ngồi lại một lúc thì nghe trong kia báo việc đã tìm thấy vị trí bán cây bút giống với của thầy thế là cậu tranh thủ chạy đi trước trong lúc trịnh hòa vẫn đang tự mãn lúc cậu đến nơi cái chợ đồ cũ này tỏ ra khá là vắng vẻ và yên ắng cậu vào gọi chủ quán thì gặp được một cô gái dễ thương xinh xắn khiến cậu trúng tiếng xét ngay cái nhìn đầu cậu đã phải lái qua chuyện mua bút và được cô đưa bút ra cho xem cậu thấy giống bắt của thầy thì ngỏ lời mua luôn thì cô từ chối vì muốn đợi ông nội cô về chốt giá nhưng một người đàn ông đi đến hắn muốn lấy một thứ ở đây thì cô gái nhất quyết từ chối và mời hắn đi cho hắn đã cầm hộp bút mà trung hạ định mua để ném đi buộc cậu phải đỡ lấy không lại ăn cám hắn quyết không lấy được thì không về nên đòi động tay động chân buộc trung hạ phải đứng ra dàn xếp tên kia không để tâm mà tung phép thổi tan tác cả cửa tiệm cậu đã phải đỡ lấy cô gái còn hắn thì vào trong lấy thứ hắn muốn cô gái đã nhờ cậu giữ lấy hộp bút và tung phép tạo tuyết để tấn công tên kia hắn càng chống trả thì tuyết càng phủ lên người hắn cả hai đã cho ta thấy sức mạnh của cả hai đều đến từ những cây bút lông đặc biệt đột nhiên cây bút mà tên kia vừa lấy đi đã bay đến và đâm thẳng vào người trung hạ cậu đột nhiên có được năng lực và bắt đầu chặn hết đòn từ tên kia cậu còn chặn luôn đòn giúp cô gái và tung ra một chiêu khiến tên kia bay màu cậu sau đó méo hiểu chuyện gì vừa xảy ra và bất tỉnh lúc tỉnh lại trung hạ thấy bản thân đang ở trên một con thuyền xung quanh là trốn bồng lai tiên cảnh nào đó đột nhiên một cơn lốc xuất hiện thổi bay cậu về thực tại cậu thấy bản thân vẫn ổn và đột nhiên một chiếc khăn tay ở trên người cậu cô gái ban nãy và ông nội của cô đã đi vào và hỏi cậu đã ổn hơn hay chưa ông giới thiệu bản thân là chủ cửa hàng này và đây là cháu gái ông tiểu dung cậu muốn ông giải thích dễ hiểu cho cậu xem những chuyện đã xảy ra là gì ông cho rằng cậu chỉ là không quen với âm hàn từ đầu cổ trong cửa tiệm ông nên đã choáng mà ngất đi nhưng cậu nhớ như in chuyện đã xảy ra về việc cô gái và tên mặc vest kia đánh nhau bằng phép thuật và cả cây bút đâm vào người cậu ông thấy cậu chắc là sinh ảo giác rồi còn việc cậu mơ thấy cháu gái ông thì chắc là do cậu thích cháu ông rồi vì tay còn cầm khăn của cô luôn mà ông hỏi cậu đến đây làm gì thì cậu mô tả cái bút nhưng tiếc là một tên họ trình đã đến đây mua từ lúc nãy rồi quá chán nản nên cậu đành ra về còn ông và tiểu dung thấy như này là tốt nhất Ông sau đó đã tặng Trung Hạ một cây bút lông còn quý giá hơn xem như đền bù cho việc cậu ngất trong tiệm nhà ông. Cậu sau đó trở về trường và vẫn không tin việc đã trải qua chỉ là ảo giác, nhưng cậu cũng không thể nói đó là thật vì bị bút đâm vào mà cậu không hề bị thương. Rồi cậu nhớ ra cây bút này quý giá hơn nên tí đến gặp thầy thì cậu có thể bịa ra quá trình tìm bút gian khổ của cậu và được xí xóa. Cậu sau đó chạm mặt Trịnh Hòa và cả hai đều đã đến gặp thầy để tặng bút. Trịnh Hòa đã đưa về cho thầy đúng cây bút thầy muốn và cho rằng bản thân sợ thầy đợi lâu nên mới tự ý đi tìm còn trung hạ thì chắc cũng phải học được gì đó dù không mang được bút về nhưng cậu mang cây bút còn tốt hơn vừa đưa ra cho thầy thì ông đã rất ngạc nhiên ông nhìn ra bút tốt nên đã lấy giấy rồi đặt bút viết vài dòng ông bắt đầu ngâm ra mấy câu khiến trịnh hòa hỏi ông bút này tốt ở chỗ nào ông đã vừa hỏi lại họ và còn vừa giải thích dần bằng cách nào đó thì mấy câu văn thơ của ông cậu lại hiểu được phần nào cậu không hiểu sao tự nhiên kiến thức văn thơ của cậu lại tự nhiên cao siêu đến vậy thầy cho biết cây bút của cậu rất tốt và rất có hồn viết thử vài chữ là đã cảm nhận được đã vậy cậu còn học thêm được nhiều đạo lý nên thầy thấy chuyến vừa rồi của cậu hẳn là cũng đã không uổng phí tối đến trung hạ ra quán net chơi game thì vô tình nhận được một tin nhắn quảng cáo nói về việc cậu không nên để lãng phí tài năng của mình suy ngẫm một hồi thì cậu mới giật mình nhận ra nãy giờ là bản thân đang đọc chữ của thời cổ xưa vẫn còn đang hoang mang thì đột nhiên một đám du côn đến và cầm theo vũ khí để kiếm chuyện với chủ tiệm net tên là nhan chính xui cho họ là anh đây cũng biết võ bằng những động tác điều luyện thì anh có thể đối phó được với đám côn đồ Trung Hạ cũng đã xông vào hỗ trợ khiến nhan chính khá bất ngờ vì sự nghĩa khí này của cậu. Do cậu từng được anh cho ứng tiền nét nên cậu đã mang ơn và muốn kết nghĩa với anh. Chẳng nhau được một lúc thì cả hai bị áp đảo. Trung Hạ vừa lâm vào tình thế khó khăn thì chợt một luồng sức mạnh toát ra từ người cậu và khiến cậu tốc biến nhảy lên không trung. Bản thân cậu cũng tỏ ra sợ hãi vì không biết cái gì đang xảy ra. Đám côn đồ không đập được cậu thì liền chuyển mục tiêu sang nhan chính. Trung Hạ ngay lập tức tốc biến ra trước mặt người và vung một loạt đòn đấm vào mặt từng tên một. Chúng thấy đánh không lại thì liền cong đuôi bỏ chạy nhan chính cũng bất ngờ khi thằng em coi vậy mà giấu nghề kỹ phết anh ngỏ ý muốn hẹn có dịp thì ra tỉ thí nhưng trung hạ bảo bản thân hơi mệt nên trước mắt cần nghỉ ngơi trung hạ lần này đã có thể chắc chắn rằng bản thân không hề ảo tưởng việc đột nhiên đọc hiểu được chữ cổ và sức chiến đấu cũng tăng vọt khiến cậu cảm thấy thích thú cậu không ngờ rằng ngoài đời thực lại còn có thể xảy ra những chuyện ảo ma thế này cậu định nghĩ cho bản thân một cái tên nhưng giờ hơi mệt nên để ngủ một giấc rồi dậy nghĩ tiếp đột nhiên trung hạ nhìn thấy bản thân thức dậy ở một nơi lạ lẫm kế bên là một ông lão đang ngồi ngâm thơ ngay lúc lão tiến lại gần thì cậu đã choàng tỉnh cậu tắt máy và về nhà cho lành cậu nghĩ là sẽ phải quay lại cửa hàng đầu cổ đó để tìm ra câu trả lời chợt trung hạ đột nhiên nghe thấy có tiếng người gọi tên cậu quay lại thì mới phát hiện ra sau lưng là một con quái vật kỳ lạ cậu sợ hãi bỏ chạy nhưng nó đã kịp đuổi theo và vật cậu xuống đất trung hạ cố thức tỉnh sức mạnh của bản thân nhưng không thành công đang nghĩ đây sẽ là dấu chấm hết cho đời mình thì đột nhiên con quái vật bắt đầu bị phủ trong băng tuyết vừa mừng vì bản thân vẫn còn sống thì cậu nhận ra ân nhân cứu mạng của cậu lại chính là tiểu dung Cô hỏi cậu về cây bút và tức giận khi biết cậu đã lấy cây bút đem cho, Tiểu Dung chút hết cơn giận của mình vào người con quái và kết liễu nó khiến Trung Hạ một lần nữa thấy thích cô hơn. Cả hai đã trở lại cửa hàng đồ cổ và lúc này cậu cũng đã được phổ cập về việc người có khả năng luyện ra con rối bút. Ông nội giải thích rằng con quỷ vừa rồi là một con rối được tạo ra từ một chiếc bút ma thuật và cây bút ông cho cậu lần trước lại là khắc tinh của cây bút này. Mục đích ông tặng nó cho Trung Hạ là để bảo vệ mạng sống của cậu, vậy mà cậu lại vô ý vô tứ đem tặng nó cho người ngoài nếu như cháu gái tiểu dung của ông không xuất hiện kịp thời thì cậu có khi đã xanh cỏ trung hạ nhanh chóng phản bác và cho rằng là do họ lừa cậu trước nếu biết sớm thì cậu đã không dạy gì mà đem đi cho nhưng ông cho rằng bản thân làm vậy là để bảo vệ cậu vì cậu chỉ là một người bình thường nên ông khuyên cậu hãy quên hết mọi chuyện và để mọi thứ trở về với quỹ đạo của nó trung hạ nghe vậy thì cảm thấy tự ái rõ ràng hôm trước cháu gái của ông đánh không lại mà phải nhờ đến tay cậu thì mới thoát được một mạng Cậu cho rằng nếu đã có được năng lực này thì nên gánh vác trách nhiệm tương xứng nhưng vẫn khuyên cậu đừng vội quyết định mà hãy nghe ông giải thích rồi sau đó quyết định cũng chưa muộn. Mọi chuyện phải kể từ chủ nhân của kho bút thần kỳ, ông ta vốn là một thư lại nhỏ xưa, lúc đó thời thế hỗn loạn, chiến tranh xảy ra khắp nơi, nhìn thấy cảnh danh sĩ các phái và văn hóa bị trà đạp tàn nhẫn thì ông ấy đã rất đau lòng. Vì không để lãng phí nhân tài trong thiên hạ, người này đã nghĩ ra được một cách là ngưng hồn luyện bút, biến hồn phách của những người có tài thành bút linh để giữ lại tài hoa, và bút linh của trung hạ có tên là Lý Bạch. Người này còn được biết đến với tên gọi là Vua Thơ Ca, cậu nghe vậy liền cực kỳ phấn khích. Vì như vậy thì rõ ràng cậu là cao thủ trong số đại hiệp bút linh, vấn đề duy nhất là cây bút lý bạch bên trong trung hạ không phải là bản hoàn chỉnh mà nó chỉ là một phần nhỏ. Đột nhiên ông bật dậy và tấn công một người đang ẩn nấp phía sau trung hạ. Người này là lão lý và mục đích ông ta đến đây là để tính sổ với người đã làm tên mặc vest lần trước trọng thương, Tiểu Dung khẳng định đây chính là kẻ đã cố ám sát trung hạ. Tiểu Dung muốn xông lên hỗ trợ cho ông nội nhưng điều này chỉ khiến cô lâm vào nguy hiểm hơn, Trung Hạ đã đứng ra chắn đòn cho cô nhưng ông nội đã kịp thời ngăn chặn được đòn hiểm của lão ta. Lão Lý khẳng định câu bút trong người Trung Hạ phải thuộc về dòng họ gia cát của lão ta và cũng chính là chủ nhân kho bút từng luyện ra bảy bút linh quý giá, nhưng để lấy được bút thì Trung Hạ phải mất mạng. Ông nội lúc này đang dần rơi vào thế bất lợi, Tiểu Dung yêu cầu Trung Hạ mau chạy đi để cô và ông nội câu thêm thời gian. Ngay lúc lão Lý gần như sắp hạ gục được ông nội thì một lần nữa năng lực của Trung Hạ lại trỗi dậy và đánh bật lão Lý ra xa. Ông nội khuyên cậu đừng nên can thiệp vì cậu không phải đối thủ của lão Lý, nhưng chuyện đã đến nước này thì làm sao trung hạ có thể dừng dưng như không liên quan đến cậu nhưng không ngờ cậu lại bị lão lý chơi xấu và túm cổ lôi lên không trung ngay khi lão lý chuẩn bị ra đòn chốt hạ thì ông nội đã hy sinh thân mình để đỡ cho cậu đồng thời tạo ra được một lượng sát thương vừa đủ khiến lão lý chịu rút lui nhưng đó chỉ mới là phân thân của lão ta hiểm nguy phía trước vẫn còn rất nhiều nên ông hứa sẽ tìm cách tách bút linh ra khỏi người trung hạ và trả lại cho cậu cuộc sống bình yên vốn có nhưng trong thời gian đó thì cậu phải học được cách điều khiển bút linh để sau này còn phòng thân cậu cũng chấp nhận học cách điều khiển bút linh nhưng cậu học không chỉ để bảo vệ bản thân mà còn để bảo vệ hai vị ân nhân đã cứu mạng cậu để cho ông nội có thể yên tâm dưỡng thương thì tiểu dung đã tình nguyện thay ông truyền dạy kinh nghiệm cho trung hạ thanh niên nghe thấy cờ rút chủ động quan tâm mình thì cười hớn hở ngày hôm sau trung hạ trở về trường khiến mọi người ai nấy đều ngạc nhiên vì nay cậu lại còn có người đẹp đi theo tiểu dung dắt anh đến thư viện và yêu cầu anh học hết những đoạn thơ của lý bạch thấy mặt tiểu dung khá căng nên trung hạ tính nói vài câu để chọc cười cô nhưng cậu đã xấu trai mà còn thiếu muối nên khá là quê trịnh hòa từ đâu chui ra và bắt đầu ngâm thơ cà khịa trung hạ điệu bộ thảo mai của cậu ta khiến trung hạ thấy rất bực mình nhưng chẳng nghĩ được câu gì để bật lại trịnh hòa cho rằng tiểu dung đi với cậu là vì thương hại và khuyên cô nên tránh xa trung hạ nhìn trung hạ bị sỉ nhục trước mặt những người khác khiến tiểu dung không nhịn được nữa mà cũng bắt đầu lên tiếng mắng chửi và gọi cậu ta là thùng rỗng kêu to đồng thời khuyên cậu ta nên đi học lại môn đạo đức để bồi bổ thêm nhân cách trung hạ nhìn cờ rút một lần nữa đứng ra vì cậu thì mừng rỡ như cún tiểu dung đã dắt tay cậu đi còn Trịnh Hòa thì bị gái đẹp sỉ nhục mà sốc quá đến sang chấn. Ở bên này Trung Hạ vẫn còn đang lâng lâng nhìn vào bàn tay vừa được chạm vào cờ rút, về phần học thơ. Dù bây giờ cậu đã có thể chuyển đổi thơ cổ thành hình ảnh nhưng cậu vẫn chưa hiểu lắm ý nghĩa của chúng là gì. Vì bút linh được luyện từ hồn phách của các danh sĩ khác nhau nên trí tuệ cũng khác nhau, bình thường chúng sẽ chủ động tìm gặp những người có tính cách hợp với mình. Nếu xui lắm thì mới vô tình chọn đại một người thiếu chất xám như cậu, nên nó mới không thể phát huy được hết năng lực vốn có. Không ngờ là cuộc hội thoại của họ đã bị Trịnh Hòa nghe hết, cậu ta nghĩ thầm là với thiên phú của mình mà cũng có được một cái thì tên tuổi chắc chắn sẽ vanh danh khắp nơi trung hạ sau một hồi cố hòa mình vào tâm hồn của người thi sĩ thì chuẩn bị ngủ gục đến nơi nhưng tiểu dung cho rằng cách tốt nhất để kết nối được bút lý bạch chính là thông qua thơ ca của chính ông thế nhưng một người thì tài hoa một người tài lanh như cậu thì hiểu thế éo nào được cô gợi ý cậu nên bắt đầu từ những khổ thơ đơn giản hơn nhưng cậu muốn nghỉ ngơi cô cũng không ép cậu chỉ là đợi đến khi người của nhà ra các tìm tới thì đến đó cậu muốn nghỉ ngơi hay nghỉ luôn dưới đất đều không thành vấn đề cậu muốn xin thêm quyền trợ giúp nhưng nhà lý có thế lực rất khủng nên không ai muốn dây dưa vào trung hạ cảm thấy tình hình của cậu bây giờ chả khác gì trong game ngặt nỗi là vừa vào làng tân thủ đã cho gặp ngay con trùng cuối cô giải thích năng lực của mỗi bút linh đều liên quan đến tài hoa ẩn trong đó vậy nên nếu muốn thành công thì phải dựa vào năng lực để đoán ra lai lịch và đặc điểm của bút nhưng nói kiểu gì thì trung hạ bây giờ cũng chỉ muốn ngủ một giấc tiểu dung nhìn thấy bộ dạng ẻo lả của trung hạ thì tắt cho cậu một phát rồi nhồi nhét thêm kiến thức đè lên đầu cậu Trung Hạ không chịu kém cạnh nên tiết lộ rằng bản thân cũng có biết chút ít về bút linh của cô. Cơ mà mấy cái này là do cậu muốn hiểu thêm về tiểu dung nên trước đó đã nhờ thầy giải đáp, công sức của cậu cũng đã được đền đáp xứng đáng bằng một nụ cười của cô. Cứ thế văn thơ tuôn ra liên tục, nhưng một cuốn sách của tiểu dung đã giúp cậu thoát khỏi cơn mê. Cô sau đó ca ngợi về chủ nhân của mộ bút và còn so sánh anh không bằng người ta khiến Trung Hạ tự ái mà hỏi cô rằng vị cao nhân đó đã làm được gì cống hiến cho xã hội hay chưa, hay đều là vì ham muốn cá nhân nên chỉ muốn giữ bút linh cho riêng bản thân cậu cho rằng có khi điều cậu nói mới là lý do bút của lý bạch bay đi mất vừa dứt lời thì một dòng năng lượng mạnh mẽ xuất hiện và một con nai đã bay ra khỏi người cậu khiến cậu mừng rỡ vì cuối cùng cũng có thể kết nối được với di bút của lý bạch cơ mà như vậy thì chỉ chứng tỏ cậu càng phải học nhiều hơn ở một nơi khác trịnh hoa đã gọi điện cho chú của mình và nhờ người này liên lạc với một người phụ nữ họ tần vì có vẻ cô ta rất am hiểu về lĩnh vực mà cậu ta đang cần giúp đỡ buổi tối cả ký túc xá lại một lần nữa cảm thấy ghen ăn tức ở cỡ nào khi trung hạ dắt gái về cô muốn xin số phòng của cậu để dễ bề canh chừng nhưng sắc khí xung quanh quá nhiều buộc cậu phải dẫn cô ra quán nét cậu không quên nói với nhan chính rằng cô này là cờ rút của cậu thế là nhan chính sắp xếp cho cặp đôi này ngồi cùng nhau trung hạ nhìn thấy cô chỉ biết lướt web trông hơi chán nhưng vì tiểu dung từ khi còn nhỏ chỉ biết đến việc huấn luyện nên nào có giỏi về mấy thứ này với một thanh niên ăn chơi như cậu thì cậu đã quyết định dạy cô chơi game và thế là cả hai cũng nhau chơi lol thế nhưng sau một trận thì cậu bắt đầu nghi ngờ là cô có đang khiêm tốn về trình của mình hay không Tiểu Dung cho rằng trò này còn dễ hơn điều khiển bút linh, và vì cô đã học được cách đánh chơi game của cậu nên cô yêu cầu cậu cũng phải nghiêm túc học những cái mà cô dạy. Trung Hạ sau khi được biết rằng càng đọc nhiều thơ thì sẽ giúp anh biến hóa được nhiều hơn thì liền lao vào đọc lấy đọc để, và cuối cùng cũng lăn ra ngủ như thường. Trong giấc mơ, anh lại gặp lão già kỳ quái đó, và mở mắt ra thì cậu đã thấy Tiểu Dung cũng ngủ từ lúc nào. Nhan chính cho rằng người như Tiểu Dung không thích hợp để đến quán game và khuyên Trung Hạ nên nghĩ ra nhiều ý tưởng hẹn hò hơn trung hạ cảm ơn ông anh tâm lý của mình và sau đó bước đến nhìn chằm chằm vào dáng vẻ đang ngủ của tiểu dung cậu nghĩ về việc phải sớm hoàn thành khóa học điều khiển bút linh để có thể tự bảo vệ được cho bản thân cậu không muốn tiểu dung phải vất vả theo cậu mãi nên liền liên lạc với ông thầy và hỏi ông cho mượn cây bút trước đó nhưng không ngờ trịnh hòa lại đi trước cậu và đã hỏi mượn nó từ trước nghe đến cái tên họ trịnh này thì cậu tức điên người và quyết ra ngoài tính sổ cho bằng được với cậu ta đồng thời cậu nhờ lão nhan giúp mình trong trường tiểu dung Nhan Chính ngây người không biết ngoài kia thế giới yêu nhau kiểu gì mà lại để con gái người ta nửa đêm ở lại tiệm nét. Trung Hạ đi đến nhà của người chú mà Trịnh Hòa trước đó tìm đến gần chợ đồ cổ, nhưng vì trời tối không thấy gì nên cậu vô tình vấp vào người chú đang nằm bất tỉnh gần đó, cậu còn tưởng người chết nhưng may là vẫn còn thở. Đang định nhấn gọi gấp cứu thì chợt ông chú tỉnh dậy và thều thào kêu cứu, chợt lông ngực cậu cảm thấy nhói lên, là do Bút Linh đang cố gắng cảnh báo cậu về điều gì đó. Trung Hạ quyết định tắt điện thoại và đi xem xét tình hình cậu phát hiện ra một người phụ nữ lạ mặt đang dở cho hãm hại trịnh hòa ả à, cho rằng trịnh hòa nên thấy vui vì sắp được làm con dối của ả à ta trung hạ bên ngoài cho rằng cậu vẫn còn thời gian để cứu trịnh hòa mặc dù tên này lúc nào cũng ngứa đòn nhưng thân là nam chính thì không thể thấy chết mà không cứu cậu nhận ra bản thân phải cần để đến sự giúp đỡ của tiểu dung nhưng e là cô sẽ không thể đến kịp giờ mà một mạch xông vào thì khác nào từ nộp mạng cho Ả. À. đang không biết nên làm gì thì chợt thanh niên nảy ra một ý tưởng cậu sau đó đã thẳng thừng đứng trước cửa gọi ả à ra ngoài cậu tỏ ra tức giận khi nhìn thấy ả dám động vào người nhà gia cát. ả vẫn chưa tin thì cậu liền dùng ma lực của bút linh ngầm khẳng định với ả rằng bản thân không rảnh để đùa giỡn. trung hạ đe dọa rằng lão lý đang rất tức giận và hậu quả ả gây ra e là sẽ khó lường. nhưng ả lại giả nai nói rằng là do trịnh hòa chủ động mang bút đến tìm. vì tưởng cậu ta là người ngoài không biết gì nên mới bạo gan đụng đến trịnh hòa. nhìn thấy ả ta mắc bẫy thì trung hạ nở nụ cười đắc chí. ả ta tỏ ra sợ hãi mà cúi người chắp tay xin tha mạng nguyện cả đời làm trâu làm ngựa cho nhà gia cát cậu thấy quả nhiên không một ai dám đắc tội với nhà gia cát trung hạ yêu cầu ả à giao nộp trịnh hòa và vui vẻ hợp tác thì sau này cậu còn có thể nói lời hay ý đẹp về ả à trước mặt lão lý thế nhưng chính lời đó đã khiến cậu bị bại lộ cậu cố gắng bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi đống xiềng xích mà ả à ta triệu hồi cậu không thể nào chạy thoát vị bị xích hút mất năng lượng ả à chỉ ra rằng lão lý không phải là ông chủ và à sẽ phải trừng phạt cậu vì tội xạo lờ trung hạ lúc này nhận ra bản thân đã đánh giá thấp người phụ nữ này xích của ả à có khả năng thông với ngũ cảm và điều khiển thần kinh con người nên ả à liên tục cho trung hạ nếm trải những cảm giác từ đau mỏi đến tê buốt hành hạ cậu được một lúc thì ả à cũng bắt đầu chán nên quyết định kết thúc cái mạng quành của cậu ả à quấn sợi dây xích cuối cùng vào cổ của trung hạ và bóp nghẹt cổ cậu ngay khi trung hạ sắp mất ý thức thì cậu đã nhớ lại về bài thơ tuyệt mệnh của vị tiên sinh cậu gặp trong mờ. cậu bắt đầu đọc lên bài thơ này và đột nhiên tạo ra một lượng sóng xung kích thổi bay ả à. cậu sau đó đọc thêm cho ả à nghe một bài thơ nữa một làn khói tím tỏa ra và ập về phía ả à dùng xích à cố gắng phản công nhưng gần như vô vọng cậu sau cùng đã tạo ra một làn sóng khổng lồ để dìm ả à, nhưng ả à đã biến mất nhưng ả à đã để lại hộp bút mà trịnh hòa đưa đến trịnh hòa cũng đã được giải thoát về lại tiệm nét tiểu dung yêu cầu nhan chính khai ra vị trí của trung hạ nhưng ông anh thật sự không biết thằng em này đang ở đâu vừa nhắc thì cậu đã trở về cùng với trịnh hòa Mãi đưa trịnh hòa về dưỡng thương mà cậu không nhận ra là đã làm rơi hộp bút vừa nhặt được trịnh hòa lúc này trông chả khác gì một cái xác sống sau khi nghe trung hạ thuật lại sự việc thì tiểu dung đã kiểm tra và nhận thấy cơ thể trịnh hòa chỉ còn mỗi não là may mắn chưa bị biến đổi quá nặng nề bản thân cô cũng chỉ có thể làm trì hoãn tốc độ biến đổi chứ còn lại thì bó tay ngay lúc này thì cha của trịnh hòa xông vào và lệnh cho thuộc hạ đưa trịnh hòa đến bệnh viện ông cảm ơn trung hạ vì đã cứu con trai của ông và rồi đưa cho cậu ít tiền mà rời đi tiểu dung rất tự hào về trung hạ vì đã có thể cộng hưởng với bút linh tuy nhiên cô cũng cảnh cáo cậu về việc nên cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn thơ để dùng để tránh dẫn đến việc khiến hơi thở không ổn định Cậu chợt nhớ ra về thứ mà à kia đã làm rơi nên đã đi tìm, nhưng Nhan Chính đã vô tình tìm thấy và mở nó ra khiến bút linh nhập vào người anh. Sau khi Nhan Chính tỉnh dậy thì lập tức hỏi Trung Hạ là người của liên minh công lý hay siêu anh hùng. Anh cho rằng chắc chắn cả hai thuộc về một tổ chức thần bí gì đó và mỗi người đều có năng lực bí ẩn. Trung Hạ cho rằng anh chỉ cần biết họ bên phe tốt là được, họ sau đó nghĩ ra một kế hoạch để bảo vệ Trịnh Hòa vì có khả năng cậu ta đang bị truy sát. Tiểu Dung muốn giải thích nhưng anh lại cho rằng bây giờ việc cứu người quan trọng hơn. Họ sau đó đến bệnh viện để thăm Trịnh Hòa nhan chính đã được tiểu dung giải thích sơ qua về bút linh nhan chính sau đó đột nhiên cảm thấy máu của những người xung quanh bắt đầu kích thích anh ta ngón tay trở nên phát sáng khiến anh ta không biết cái này có gọi là ổn hay không họ vẫn không chắc cây bút đó có năng lực ra sao nên trước mắt cứ hạn chế dùng đến đột nhiên một đám mây bao trùm bệnh viện tiểu dung vừa nhìn đã lập tức nhận ra đây là bút ngũ sắc có khả năng gây ra ảo giác chưa kịp cảnh báo thì hai người kia đã bị dính phép tiểu dung cố kêu gọi cả hai nhắm mắt lại nhưng chính cô sau đó cũng bị bắt và trải qua những ảo ảnh đáng sợ nhất cuộc đời May mắn là Trung Hạ đã thoát ra được và giúp Tiểu Dung thức tỉnh. Tiểu Dung dùng khiên chặn hết những thứ ánh sáng kỳ lạ, Tiểu Dung giải thích nghĩa của từng màu, khiên bị phá nên cô liên tục tạo băng để cầm cự. Lão Nhan cố gắng vận dụng nội công để giải phóng năng lực nhưng chẳng có tác dụng gì. Trung Hạ lại bị dính đòn và gặp ảo giác thì trở nên kích động vì sợ hãi. Nhan Chính đã phải gạt chân khiến Trung Hạ ngã sấp mặt để cậu thoát khỏi ảo giác. Tiểu Dung biết địch là người của nhà Gia Cát và khả năng là cũng đang nhắm đến Trung Hạ. Cô đã gia cố thêm cho bức tường băng thì địch đã triệu đến một một đám quỷ và phá thủng tường trung hạ đã nhờ nhan chính đọc một bài thơ của lý bạch để nhắc bài hộ cậu nhưng ông anh làm méo gì nhớ được mấy cái đó cậu nhìn thấy tiểu dung bị chiếu ánh sáng đỏ chiếu chúng thì chạy đến bảo vệ cô và giúp cô thoát khỏi ảo giác nhưng lại vô tình tạo sơ hở cho một con quỷ cho một lỗ trung hạ bị con quỷ ném vào nhan chính bàn tay phát sáng của nhan chính vô tình chạm vào người cậu khiến lỗ ở thân của trung hạ hồi phục trong nháy mắt trong lúc hoảng loạn thì anh cũng đã vô tình chữa lành toàn bộ vết thương cho tiểu dung nhưng mỗi lần dùng thì một ngón sẽ hết phát sáng biết năng lực của bản thân là hồi phục thì nhan chính trở nên tự tin hơn hẳn anh xông thẳng vào đống sương mù và chịu đòn rồi tự chữa lành cho bản thân để tìm ra tên đứng sau màn khói này ăn một đấm thì hắn đã xin đầu hàng nhưng nhan chính cũng không có ý định tha cho hắn dễ như vậy tên mập đã nhân cơ hội ra thêm một đòn nữa nhưng nhan chính chỉ việc thổi nó một cách nhẹ nhàng trung hạ yêu cầu tên mập ngoan ngoãn chịu thua nhưng hắn lại lợi dụng thời cơ để nắm vào tay của nhan chính không ngờ là năng lực của nhan chính còn có khả năng tiết ra chất độc khiến tên mập bị phản đam hắn sau đó bỏ chạy và cả ba cũng không thèm đuổi theo trung hạ cảm thấy tự hào vì vừa được làm một pha anh hùng cứu mỹ nhân nhưng tiểu dung lại cảnh báo anh lần sau hãy cứ mặc cô trở về phòng khám thì trung hạ nhận ra thầy quốc ngữ của cậu cũng ở đây ông cảm thấy có lỗi vì đã vô tình để trịnh hòa ra nông nỗi này thầy lúc này mới tiết lộ cây bút đó là của nhà gia cắt tạo ra và cho cậu nghe về quá khứ của cây bút đó ông sau đó ra về nên cậu nhờ nhan chính canh chừng trịnh hòa để cậu đi tiễn thầy nhan chính định dùng năng lực để chữa lành cho trịnh hòa thế nhưng sức anh vẫn có hạn trung hạ sau đó đi tìm tiểu dung thì vô tình nghe được cô đang nói chuyện với một người nào đó và báo cáo rằng trung hạ đã cắn câu và cậu quả là một người dễ dụ Trung Hạ ngay lập tức đến chất vấn cô nhưng cô lại thản nhiên cho rằng không có lý do gì mà tự nhiên cô lại chọn ở cạnh một một tên đần như cậu mà không có mục đích cả. Ông nội của Tiểu Dung đã bày ra kế hoạch lợi dụng Trung Hạ ngay từ đầu hòng để lấy được niềm tin rồi sử dụng cậu làm mồi nhử. Sau sự cố ngày hôm đó còn Trung Hạ thì rất tức giận với gia đình Tiểu Dung, cậu thầm trách bản thân đã quá dễ dãi mà tin vào miệng lưỡi đàn bà. Đột nhiên cô ả à lần trước tìm đến cậu, cô ta là Tần Nghi và cậu cho rằng cô ta đến đây để tìm Trịnh Hòa, nhưng cô ta cũng muốn tìm cả cậu để đòi lại cây bút mà cô ta đánh rơi, nhưng cậu bảo cô ta đi tìm lão lý mà đòi cô biết rằng trung hạ có liên quan đến gia đình tiểu dung nhưng cậu không còn muốn dính líu gì với hai ông cháu nhà đó nữa tần nghi biết cậu đang đơn thương độc mã thì rất vui và ngỏ ý muốn cùng cậu hợp tác để tìm ra bảy bút linh nhưng cô ta còn cay nghiệt đến mức xoáy và nỗi đau vừa bị cờ rút phản bội của trung hạ để cười nhạo cậu cô ta đã chuyển sang thương lượng là sẽ chữa cho trịnh hòa nếu trung hạ đồng ý làm việc cho cô ta cậu không biết cô ta đang mưu đồ gì nhưng cô ta cho rằng cậu đâu thể thấy chết mà không cứu trung hạ đã chán ngấy việc đặt lòng tin vào phụ nữ rồi nên đồng ý giúp nếu cô ta chữa cho trịnh hòa trước thế là tần nghi kéo trung hạ đi đến chỗ để lấy công cụ cứu mạng trịnh hòa trung hạ định bụng là sẽ để cô ta chữa trị cho trịnh hòa rồi sau đó giúp cô ta hay không thì tùy ý muốn của cậu cô ta đã đưa cậu ra xe và bắt đầu lục lọi đồ cô ta sau đó lấy ra một cái nghiêng mực và bảo cậu cầm lấy và ngay tức khác cô ta đã lấy gậy điện ra dí cậu ngã nhào ra đấy nhận ra bản thân bị lừa thì cũng đã quá muộn cậu bị cô ta bắt đi thì tiểu dung lúc này lại đến bệnh viện Nhan Chính vẫn còn trong bệnh viện và tự hỏi không biết mấy người kia đã đi đâu mà lâu đến vậy. Bất ngờ thì anh gặp lại Tiểu Dung, Trung Hạ tỉnh dậy trong tình trạng bị trói và bút linh của cậu cũng bị phong ấn lại. Cậu cố dùng điện thoại để gọi cho Nhan Chính nhưng Tần Nghi đã nhanh chóng đến nơi và lôi cậu ra khỏi cốp. à ném cậu xuống đất và tiết lộ rằng rằng ả à đã đưa cậu đến một ngôi đền để thuận tiện lấy mạng cậu. Tần Nghi muốn chiếm đoạt chính bút linh của cậu nhưng đột nhiên đòn tấn công của ả à đều bị một viên bi bí ẩn ngăn lại một vị hòa thượng xuất hiện và tiết lộ rằng họ biết tần nghi đang tạo nghiệt nên đã ra lệnh cho pháp tăng đi cùng sông lên xử lý tần nghi kỹ năng võ thuật cậu trai này ở một đẳng cấp cực cao khiến tần nghi khó có thể so lại trong lúc chiến đấu thì tần nghi đã cởi trói cho trung hạ và hứa sẽ không làm hại cậu nếu như cậu đồng ý giúp cho à nhưng cậu chán bị lừa rồi nên quyết định chọn cổ vũ cho pháp tăng kia thế nhưng trước khi dứt điểm thì thanh niên này lại dừng tay và cho tần nghi đứng lên đánh lại nhưng hòa thượng muốn cậu ta không cần phải khoan dung với những người như tần nghi cậu ta tiếp tục tung đòn nhưng ả lại sử dụng trung hạ làm lá chắn và yểm phép lên tay cậu ta rồi bỏ trốn hòa thượng đã sử dụng một trong những viên hạt của mình để giải phép cho cậu trai hòa thượng sau đó giới thiệu bản thân là peter và cậu trai đây là nhị trụ tử thông qua lá bùa phong ấn trên người trung hạ thì anh ta biết cậu giữ bút của lý bạch cậu chuẩn bị tư thế đối đầu với họ nhưng peter lại giải thích rằng họ không có ý làm hại anh trung hạ đương nhiên là cậu không muốn tin thế nhưng hòa thượng đã lập tức vô hiệu hóa năng lực của cậu bằng cách gián đoạn nhịp đọc thơ của cậu anh ta thật sự chỉ muốn tìm hiểu thêm về năng lực của Trung Hạ và thảo luận với cậu vài việc, cụ thể là về việc cây bút của cậu sẽ sớm trở thành một phần của việc mở ra mộ bút thời tống, hòa thượng cho biết gia đình tiểu Dung vốn đang lâm vào vấn đề về kế thừa. Từ lâu gia đình cô đã phản bội lẫn nhau và gây ra nhiều cuộc ẩu đả. Ông nội của tiểu Dung là là kẻ đã khơi mào nhưng rồi lại biến mất từ đó. Đột nhiên có ai đó xuất hiện nên nhị trụ tử đã phải ra xử lý, và hóa ra người đến là ông anh Nhan Chính, nhờ vào cú điện thoại của Trung Hạ trước đó mà ông anh đã nghe được mọi việc và hớt hải đến đây. Peter sau đó đã cho nhan chính biết về lịch sử của cây bút mà anh đang giữ đột nhiên họ lại nhận thấy có ai đó đến lần nữa nên Peter đã dùng phép để giúp cả nhóm ẩn thân kẻ tìm đến là tên đã tấn công cửa tiệm nhà tiểu dung lần trước hắn mang một người đến đây để lợi dụng âm khí của nơi này nhằm dễ dàng giết người cướp bút nhưng ngay lúc hắn định ra tay thì nhóm trung hạ đã ra mặt ngăn cản hắn không ngờ là gặp lại được kẻ đã phá bĩnh hắn lần trước ngay tại đây hắn thấy mừng khi có thể một lúc lấy hai trong số bảy bút linh bậc nhất trung hạ định dùng phép để đối phó thì không lên nên nhị trụ tử phải lao ra đánh thay Peter biết trình độ cậu chưa cao cộng thêm bị mất tập trung nên khó để dùng phép là khó tránh. Tên kia đã dùng phép để đánh với nhị trụ tử buộc Peter phải đứng ra chắn chiêu cho cậu ta. Trung Hạ cũng được biết là cả hai người kia đều không có bút linh mà có trình độ cao đến vậy thì bất ngờ. Thế là nhị trụ tử cứ lao lên đánh và lúc địch dùng phép thì lui về nấp sau kết giới của Peter. Tên kia hơi bực cái chiến thuật này nên vận một chiêu cực mạnh và phá tan kết giới và đẩy lùi Peter. Nhan chính vẫn chưa dùng được hồi phục nên Peter đành lấy toàn bộ chuỗi hạt ra để dựng khiên dù đã được gia cố nhưng tên nhà gia cắt kia vẫn phá được và không cho ai chạy thoát nhị trụ tử phải lao ra chắn đòn và gục trung hạ bị tóm nên nhan chính đã lao lên thì vẫn bị tên kia sút sang một bên hắn sau đó cho trung hạ ra một góc và cầm dao tiến đến người bị hắn đưa đến cố cầu cứu cậu thì bị hắn đâm trước rồi mới đến trung hạ tiếp theo nhan chính lúc này thấy một ngón đã hồi lại anh định dùng nó để xử tên nhà gia cắt kia nhưng nhan chính chọn cứu người trước tên nhà gia cắt đã nhanh chóng lấy được bút từ xác của người kia nhan chính cố lao đến đẩy hắn ra để chữa cho trung hạ thì trung hạ lại bị tên kia ném sang và tóm đầu nhan chính lại nhan chính đã đâm ngón tay vào hắn thì đâm trúng ống đựng bút khiến cây bút bay ra trung hạ nhận ra khả năng của nhan chính là quay ngược thời gian chứ không phải chữa trị hay đầu độc hắn sau đó kéo trung hạ lại gần và định tung chiêu xử cậu nhưng cậu đã phản kháng khiến đòn của hắn trúng vào cây bút cây bút bất ngờ bay về phía trung hạ và nhập vào cậu cậu giờ đã có thêm năng lực mới và tung ra một con rồng nhắm vào hắn hắn sau đó đã trốn được và nhóm trung hạ may mắn thoát được lần này Thực ra vừa rồi là cậu dùng bút của Lý Bạch để lừa hắn chứ làm gì đã biết cách để xài bút mới như nào. Cậu không ngờ lại có kẻ dám giết người để cướp bút và coi thường pháp luật đến vậy. Peter thấy quả thật hai bút của cậu đã hợp nhất, nhưng vấn đề ở việc cậu không hề ưa việc này vì hết kẻ này đến kẻ khác nhắm vào cậu. Peter thấy cậu nên mừng vì chưa từng có ai hấp thụ được hai bút linh cùng lúc. Kẻ cuối cùng làm việc đó đã chết đột ngột, đột nhiên nhan chính nhớ ra là tiểu dung nhờ anh đưa cái này cho cậu. Trong đó ghi rõ cách thức trả bút mà không gây chết người đọc ra chẳng hiểu cái gì nên peter mượn xem thử và cho biết cái này có liên quan đến mộ bút và có khi họ theo anh về gặp trưởng tộc chính thống của nhà vi aka nhà của ông tiểu dung trước đây thì may ra hiểu được mấy lời này trung hạ cũng chẳng muốn về gặp tiểu dung vì sợ bị cô lừa lần nữa nên đành theo peter họ sau đó chia ra vì có đến hai mộ bút nên nhan chính và nhị trụ tử sẽ đi tìm thông tin về một nơi còn anh và trung hạ sẽ đến gặp tộc trưởng nhà vi để hỏi về lời trong tờ giấy cả hai sau đó đến một danh thắng peter cho biết nơi này do nhà vi lập nên họ gặp một người quen của peter và anh đã nhờ người này dẫn đến gặp tộc trưởng lúc đến gặp thì trung hạ mới ngã ngửa khi nghe việc peter là con trai của trưởng tộc nhà vi sau khi xem qua tình hình của trung hạ thì ông bất ngờ vì cậu là trường hợp hiếm thấy của việc giữ được hai bút trong cùng một cơ thể thế là ông quyết định muốn giữ cậu lại để phát triển tiềm năng nhưng cậu từ chối và peter cho rằng trung hạ chỉ là muốn trả bút an toàn nhưng ông đã trói cả hai lại và cho rằng trung hạ là trường hợp hiếm có và ông không muốn để cậu rơi vào tay ai cả mà muốn giữ cậu lại để phát triển cho nhà họ vi ông chú ban nãy đã dẫn peter đến đây cho rằng anh trai thay vì quan tâm đến mấy cái bút linh này thì chi bằng vứt bỏ hết mà tập trung làm giàu thì hơn vì do mấy cái bút linh này mà con trai của ông một người thì xuất ra một người thì không rõ sống chết nhưng ông cố chấp muốn làm theo lời tổ tiên để lại ông chú vẫn cho rằng trung hạ giờ đây là mục tiêu bị nhiều phe nhắm đến nên chi bằng để cậu rời khỏi đây để không ảnh hưởng đến gia tộc nhà họ vi ông sau đó quay lại thả cả hai ra và cho rằng chuyện của họ thì để họ tự giải quyết ông muốn xin lỗi bằng cách chỉ cậu cách sử dụng cây bút mới kia cây đó có khả năng dự đoán tương lai trường hợp cậu lạc lối thì hãy dùng đến nó cậu sau đó đã dùng thử và thấy nó rơi lại một cọng lông bút này khi dùng sẽ tiêu hao sinh lực của chủ sở hữu nên cậu phải tránh lạm dụng nó quá mức cậu sau đó nhận ra bút viết lại bài thơ và tiểu dung đưa cho cậu bút chỉ cho cậu hướng đi còn việc nên làm thì cậu phải tự quyết trung hạ thấy phí mất tuổi thọ mà trả được gì có ích nhưng peter lại cho rằng bút đã viết ra như vậy thì lựa chọn trả bút của cậu là chính xác nhưng cậu vẫn chẳng biết làm cách nào đột nhiên tộc trưởng lên cơn co giật và ra đi Peter nhận ra bút trong người cha đã biến mất và ông đã thật sự ra đi đột nhiên có một bà gia nhân nhìn thấy và hiểu nhầm là cả hai đã giết tộc trưởng nên chạy đi la làng Peter biết là họ đã bị gài lúc những người khác đến thì ai nấy đều không tìm thấy Peter và trung hạ đâu nên cho phong tỏa hết cả khu lại trung hạ và Peter lúc này thì đã đến thánh tông Peter đến đây vừa để nhìn bàn thờ gia tiên một lần cuối và cũng vừa để dẫn trung hạ đến lối đi bí mật Peter đã mở lối đi bí mật dẫn xuống một đường hầm bên dưới tư gia anh đã dẫn trung hạ đến tàng gia cáp nơi chứa toàn bộ bút linh vô chủ mà nhà họ Vi tìm thấy. Nơi này chỉ tộc trưởng cho phép mới được vào. Họ tạm thời sẽ trốn vào đây để tìm cách thoát. Tần Nghi từng vào đây trộm bút và thoát ra mà không ai biết nên anh nghi ngờ trong này có lối thoát mà không ai biết. Trung Hạ tìm được công tắc và giúp cả hai vào được bên trong. Trong này có khá nhiều chữ và đột nhiên Trung Hạ chiếu đèn chúng hai cái bút để đây khiến hai con quỷ xông ra. Hai cây bút này phản ứng với ánh đèn nên chắc là cảm biến chống trộm. Peter biết đám này mẫn cảm với âm thanh nên Trung Hạ đã tạo ra tiếng chuông lớn để khiến đám này bị vô hiệu và đến tấn công để biến chúng trở lại thành bút. Cậu rút lông bút ra và hỏi Peter thấy sao về chiêu của cậu. Anh ta đột nhiên nhận ra được gì đó từ lời của cậu và bắt đầu sắp xếp chữ lại và biết được là có lối ra khác ở trong này. Anh ta sau đó đẩy thử bàn đá ra và có lối đi dưới này thật. Họ đã đến được kho chứa bút và Trung Hạ nghĩ là Peter nên kiếm một cái, nhưng cậu còn muốn bứt bỏ thì anh tham cái này làm gì? cả hai sau đó phát hiện trong này có dấu vết kiếm chém nên hẳn là từng có giao chiến ở đây có vẻ à đã cố bỏ chạy nên mới dùng kiếm chém để tìm lối thoát vết kiếm nằm khá nhiều ở bức tường bên này nên trung hạ đã tung phép phá vỡ nó luôn và quả thật là có lối để thoát ra cả hai đã dùng lối này để thoát ra trung hạ sẽ đi hội quân với nhóm nhan chính còn peter sẽ đi điều tra về cái chết của cha cả hai sẽ chia tay nhau ở đây trung hạ sau đó gặp lại nhóm nhan chính và ở trọ lại một đêm trung hạ đã dùng lại khả năng tiên tri để tìm cách trả bút nhưng kết quả chẳng có chữ nào Cậu nghĩ đến Tiểu Dung thì Nhan Chính cho rằng cậu không cần nghĩ ngợi về nữ nhân quá nhiều vì còn có anh và nhị trụ tử giúp cậu. Họ quyết định giấu nhị trụ tử việc đã xảy ra với Peter. Trong lúc đó, có vài kẻ lạ mặt đã nhắm đến Trung Hạ ngay khi thấy cậu giữ bút tiên tri. Sáng hôm sau, cả nhóm Trung Hạ đã đến một ngôi chùa và nơi này có một ngôi mộ tên là mộ bút. Lúc họ đến đó thì Trung Hạ đột nhiên đau đầu và nhìn thấy hình ảnh một con quỷ. Đột nhiên có một kẻ xuất hiện tấn công và dụ được nhị trụ tử ra nơi khác. Một cô gái xuất hiện và nhắm vào Trung Hạ. Còn một người thứ ba thì xuất hiện và cho rằng họ tìm một người họ trương. Nhưng nhan chính cho rằng trung hạ họ la và rồi đột nhiên anh bị nhốt vào một kết giới và hóa thành bút linh. Tên này đã lừa nhan chính nói ra họ của trung hạ để nhốt anh vào trong này. Anh muốn ra thì phải đối thơ thắng được kẻ này. Còn trung hạ ngoài kia thì liên tục bị ném phi dao. Cậu nấp ở đâu cô ta cũng tìm được và uy lực của cô ta còn phá được cả đá. Cậu đã tạo ra một cây kiếm và lao đến thì kiếm gãy khi chặn đòn. Cậu tạo ra giáp thì chỉ đỡ được hai pháp phi dao là vỡ. Thế là cậu đành tạo khó che tầm nhìn thì cô ta dùng phép từ bút linh và nhắm được vị trí của cậu mà lao đến. Cậu cố đánh trả thì cô ta sút đẩy lùi lại, cậu lại dùng phép gọi ra một con rồng để bay đi thì cô ta phóng một mũi giáo cắt đôi rồng khiến cậu rơi xuống. Cậu nhận thấy bút của cô ta có khả năng phóng to đồ vật. Còn Nhan Chính lúc này dùng khả năng grab disc của mình để đối lại tên kia khiến hắn bó tay trong chính kết giới của bản thân. Trung Hạ lúc này cố tạo ra kiếm để đáp trả thì đột nhiên cô ta chém trúng mộ bút và khiến con quỷ mà Trung Hạ nhìn thấy lúc mới đến đây được giải thoát con quỷ sau đó đã ngay lập tức tấn công và nhắm đến cô gái bút tiên tri đột nhiên thoát ra và tự giác kéo trung hạ bay đến cứu cô gái phi dao kia cô ta không biết ơn mà còn tát cậu khiến cậu không hiểu sao lại ơn lại mắc oán nhưng đột nhiên cô ta nhìn bút tiên tri mà rơm rớm nước mắt tên đeo kính kia đã chạy đến kéo cô gái cùng chạy đi còn trung hạ và nhan chính thì cũng muốn chạy đi tìm nhị trụ tử luôn cả nhóm cố chạy ra ngoài nhưng lại bị mấy cái đầu quỷ đuổi theo và rồi sau một vòng thì họ lại quay về chỗ con quỷ nhận thấy là họ không thể trốn thoát khỏi đây vì sẽ bị mấy cái đầu quỷ đuổi cho về lại nơi này cả nhóm chỉ đành trốn tạm một góc để nghĩ cách anh trai đeo kính quyết định hợp tác với trung hạ và truyền sức mạnh từ bút của anh ta vào bút tiên tri của cậu còn cô gái thì đã chi nhan chính cách cùng truyền sức mạnh qua và họ đến nay vẫn không hề biết việc bút này ngoài khả năng tiên tri lại còn có khả năng khác đột nhiên con quỷ bắt đầu hấp thụ toàn bộ oán khí xung quanh và biến thành một hòa thượng quỷ anh đeo kính nhận ra đây vị hòa thượng này rất lâu trước đây hòa thượng này đã được một vị thiền sư giao lại cho một cuốn thư mà vị thiền sư viết ra Đường Thái Tông đã nhiều lần đòi cuốn thư đó từ vị hòa thượng nhưng ông đã giấu mà nói dối rằng cuốn thư đã bị tiêu hủy trong chiến tranh, không lâu sau, một vị thư sinh đã đến chùa và vị thư sinh cùng vị hòa thượng đã sớm thành bạn tâm đầu ý hợp. Ông đã tin tưởng mà lấy cuốn thư ra để rồi bị người thư sinh kia cướp mất và kẻ này lại do Đường Thái Tông phái đến. Vị hòa thượng đã sinh oán hận và rồi trở thành quỷ, nhưng giờ kể cả có biết thì họ vẫn không thể nào cầm cự được lâu hơn. Đột nhiên Nhan Chính nhận thấy bút tiên tri cứ hướng thẳng vào mộ bút. Thế là họ nảy ra ý tưởng là phá hủy mộ bút để xem có thay đổi được gì hay không. Và người duy nhất làm được việc đó lúc này chỉ có cô gái Phi Giao đây. Cả nhóm sau đó đành lao ra chắn đỡ hết để đến được mộ bút, Nhan Chính sẽ theo sau và hồi phục họ lại nhiều nhất có thể. Trung Hạ cùng Nhan Chính và cô gái sau đó đã tiến lên và Nhan Chính đã phải liên tục dùng hồi phục cho đến khi chỉ còn lại một lần cuối. Anh quyết định dùng cho cô gái và giúp cô có đủ sức để phá vỡ mộ bút, nhưng âm khí vẫn còn đó vì bình cho cốt của vị hòa thượng vẫn chưa bị phá hủy cô đành xin lỗi vì mạo phạm và ném phi dao vào đó khiến âm khí bùng phát oán linh của vị hòa thượng vẫn còn nhưng nhiều cột sáng bắt đầu chiếu lên và rồi bay xuống một cái hồ gần đó một chiếc bút linh từ dưới bay lên và bút của lý bạch đột nhiên cũng thoát ra rồi bay lên và thu hút với chiếc bút trên kia chiếc bút đã viết ra một bài thơ và bắt đầu cảm hóa vị hòa thượng ông đã có thể bứt bỏ oán niệm mà đi siêu thoát và đúng lúc này thì ông của tiểu dung tìm đến để lấy cây bút mới kia Tiểu Dung đã đến và cho Trung Hạ biết việc ông của cô đã cố ý gài cậu đến đây vì chỉ có bút lý bạch của cậu mới thu hút được chiếc bút kia. Cậu biết bản thân một lần nữa bị lừa và ông ta cho rằng cậu nên giữ bút lý bạch cho tốt để sau này còn làm nên chuyện. Tiểu Dung đã có đến giúp đỡ Trung Hạ thì chỉ bị cậu đuổi đi, cậu cho rằng bản thân sẽ không bao giờ tin lời nào của hai ông cháu nhà cô nữa. Tiểu Dung cũng đành ra về và tên mặc vest của nhà gia cát là Trường Khanh lúc này cũng chạy đến. Hắn nãy giờ bị ông của Tiểu Dung đóng băng ngoài kia và giờ dự định xử nhan chính và Trung Hạ để lấy bút nhưng chúng không còn ống để đựng bút nên chi bằng đưa cả hai về nhà ra cát lúc trở về cô gái và trường khanh bực bội vì trưởng tộc vẫn chưa cho phép họ giết trung hạ và nhan chính để lấy bút trường khanh không muốn để trung hạ và nhan chính sống vì sợ lộ ra bí mật hắn đã cố giết người để lấy bút lúc ở ngôi chùa trước đó thế là hắn âm mưu giết người diệt khẩu nhưng lúc đến nơi thì hắn đã thấy cô gái dùng phi dao là thập cửu kia đã ra tay sát hại cả hai từ trước việc thập cửu vừa làm là để báo thù cho người thầy của mình và người thầy của cô là kẻ đã bị trường khanh sát hại lần trước sau một cuộc nói chuyện thì thập cửu đã nhận ra bất thường trong lời nói của trường khanh từ đó hắn đã để lộ việc chính hắn mới là người sát hại thầy của thập cửu trung hạ và nhan chính cũng đứng dậy vì cảnh vừa rồi là do cậu giàn dựng ra nhằm khiến hắn tự khai ra tội trạng trước đó lúc bị trói thì trung hạ đã khai ra sự thật về tên trường khanh nhưng chẳng ai tin nên cậu đành lấy bút tiên tri ra để chỉ điểm bút bảo cậu phải chết nên kế hoạch này mới được dựng nên lúc bị thẩm vấn trường khanh đã bị ông quản gia đây dùng năng lực để kéo bút ra cách này sẽ khiến hắn bị tổn thương tinh thần và rồi phải khai ra thông tin nhưng hắn vẫn cứng miệng không chịu khai ra và rồi đột nhiên mắt hắn nổi gân đỏ và rồi tạch nhan chính cố dùng năng lực cứu hắn thì không thành công ông quản gia nhận thấy có kẻ đã đặt ấn chú để ngăn tên này tiết lộ kẻ chủ mưu đứng sau và ấn chú mạnh đến mức này thì năng lực của nhan chính cũng bó tay lúc trở lên thập cửu đã xin lỗi cậu về vụ hiểu lầm và cũng cảm ơn cậu vì đã cứu cô hồi ở mộ bút ông quản gia sau đó muốn đưa trung hạ đi gặp tộc trưởng nhà gia cát cậu đến gặp thì bất ngờ vì người này khá trẻ bảo sao trước đây nói xạo trước mặt tần nghi lại bị lộ anh ta đã mời cậu ngồi lại nói chuyện cậu vào thẳng vấn đề là muốn được trả bút thì anh vẫn chưa biết rõ cách nên chỉ đành bảo cậu đến mộ bút còn lại mà thử vận may nhưng cậu phải cẩn trọng với một phe là quan tuẫn bút nhưng kẻ này là quan mộ bút đã bị tha hóa và dùng phương pháp luyện bút bằng người sống phương pháp này thất bại và khiến những con người bị đem đi luyện bút trở thành quỷ và phục vụ theo kẻ luyện ra chúng nhà họ vi và nhà gia cắt từng hợp tác chống lại những kẻ đó nhưng không thể diệt được hết và anh nghi ngờ việc ông của tiểu dung gây loạn nhà họ vi có liên quan đến quan tuẫn bút này không ai rõ là chúng còn có âm mưu thâm độc nào nữa hay không. Trong lúc đó, ông Vi thấy Tiểu Dung vẫn còn giận mình, ông cho biết bản thân không còn sống được lâu nữa và ông hứa sau này sẽ không tạo ra âm mưu nào để hại đến Trung Hạ và rằng nếu sau này ông mất thì cô vẫn phải sống cho thật tốt. Những ngày sau đó, Trung Hạ và Nhan Chính được mời ở lại nhà gia cát làm khách, ba ngày thì được thập cửu dẫn đi tham quan, đi chơi golf cùng cô và còn được ăn chung mâm với tộc trưởng. Nhưng cả hai tuy là ở sướng trong này thì vẫn thấy không ổn lắm, vì họ cứ như bị giam lỏng muốn về lại quán nét thì cũng bị cản lại đột nhiên tối đó peter nhắn là đã có manh mối về việc trả bút nên hẹn gặp trung hạ và dặn cậu sớm rời khỏi nhà ra cát thập cửu nghe được và quyết định giúp cậu vì có vài kẻ phản bội khác cũng mò đến nơi mà peter hẹn gặp trung hạ cô muốn đến đó giải quyết chúng luôn nên sẽ giúp cả hai trốn ra cô dẫn cả hai đến cửa sau ít được canh gác nhưng lại có một gã đầu bếp trấn thủ ở đây ông ta cho cả ba rời đi và ngay lập tức cả ba lại quay lại vào trong cả ba thử lại thì liên tục bị dịch chuyển nên biết lão đầu bếp giờ trò nhan chính lao đến đấm thì lại đấm vào tường họ nhận ra lão này cứ mỗi lần dậm chân thì sẽ xảy chuyển người trong phạm vi đến một góc 180 độ thế là cả ba sau đó quyết định chia ra ba hướng lão ta đã dậm chân và di chuyển họ đến vị trí góc 90 độ nhưng lão vừa nhận ra là thiếu một người thì đã bị nhan chính gõ vào sau đầu vì anh đứng yên và không bị dịch chuyển họ sau đó đã đi tàu đến địa điểm và ra bắt taxi để đến điểm hẹn đột nhiên bệnh viện gọi đến báo là peter đang phải cấp cứu và tài xế thì đang có đơn sắp tới ở điểm hẹn mà họ đặt từ chức nên thập cửu và nhan chính đành đến điểm hẹn thám thính còn trung hạ thì đến viện xem tình hình của peter cậu sau đó gặp lại peter trong viện vừa tỉnh lại thì anh đã nói ra quá trình điều tra của mình và biết được người chú của anh chính là kẻ đã âm mưu sát hại cha anh để lên nắm quyền gia tộc và sau một quá trình điều tra sâu hơn thì anh biết nhà gia cát cũng có dính líu đến vụ này và còn liên thủ với một bên thứ ba nhưng trung hạ biết những kẻ của nhà gia cát mà anh nói là kẻ phản bội và lúc peter đến điểm hẹn để điều tra thì không may bị đánh úp mà trọng thương những kẻ đánh úp anh có sức mạnh rất lớn nên Trung Hạ lo lắng cho bên Thập Cửu và Nhan Chính. Bên kia lúc này đã thấy những người được nhà gia cát phái đi xử lý lũ phản bội đã bị giết chết toàn bộ ở đây. Thập Cửu quyết tâm trả thù cho những người đồng môn nên cùng Nhan Chính tiến vào sâu hơn. Trung Hạ đã gọi cho Nhan Chính để cảnh báo anh nhưng anh mải chạy mà không để ý đến điện thoại khiến Trung Hạ lo là cả hai đã sắp tiến vào quá sâu. Cả hai lúc này đã nấp ở một góc và thấy được ông quản gia và anh mắt kính đã chạm mặt với hai kẻ phản đồ của nhà gia cát tên sử dụng ngũ sắc bút lần trước và một kẻ có liên quan đến toàn bộ phản đồ của nhà gia cát hai tên này muốn ông quản gia theo chúng nhưng ông một mực từ chối trung hạ đã hỏi peter về sức mạnh nguy hiểm mà đám phản đồ có là gì thì anh cho biết là một con quái vật và nhan chính lúc này nhận ra con quái vật đó là trịnh hòa tên ngũ sắc bút thấy sợ khi ông quản gia bắt đầu có động thái tung chiêu hắn để trịnh hòa lao lên đánh thì bị ông ném bay ra một góc ông sau đó dùng năng lực để khóa trịnh hòa lại và ném cậu ta lên trời rồi quật xuống ông vừa đánh nhưng cũng vừa cố nhìn ra xem kẻ nào đang điều khiển trịnh hòa Ông tìm ra sợi dây dẫn đến tên Ngũ Sắc Bút nên lao đến hắn thì hắn cho Trịnh Hòa trở lại chặn đòn, Thập Cửu muốn ra ngoài thì Nhan Chính cản lại và khuyên cô nên có kế hoạch rõ ràng rồi ra. Tên Ngũ Sắc Bút đã cố tình để lộ sơ hở để dụ ông quản gia lao đến. Hắn lúc này bơm thêm phép vào Trịnh Hòa khiến cậu ta đột biến thêm. Ông quản gia vẫn một chiêu đẩy lùi Trịnh Hòa nhưng tên đi cùng đã dùng khả năng của mình để hóa quỷ và tấn công ông quản gia. Thập Cửu và Nhan Chính lúc này buộc phải ra mặt để đối phó. Nhưng cả hai chưa kịp đến chỗ ông quản gia thì tên Ngũ Sắc Bút đã lấy ông ra để đe dọa cả hai dừng tay. Thập Cửu đã dùng năng lực của bút để tạo ra âm thanh chói tai và Nhan Chính đã nhân cơ hội lao đến chọt tên ngũ sắc bút để hắn thổ huyết và cố chữa cho ông quản gia. Nhưng anh lại bị Trịnh Hòa đẩy ra và nhắm đến, còn Thập Cửu thì phải đối phó với tên bút quỷ, cô và Nhan Chính sớm bị áp đảo. Nhan Chính dù có năng lực hồi phục thì cũng chỉ để chạy, nhưng anh đã kịp đến hồi phục cho ông quản gia và Thập Cửu. Và cùng lúc đó thì Trung Hạ cũng đã tìm đến, cậu nhận ra tên bút quỷ này, hắn là lão Lý, kẻ mà ông vi lừa cậu là tộc trưởng của nhà gia cát trước đây. Cậu biết ông vi hẳn cũng ở đâu đó quanh đây cậu cũng tức giận vì chúng lôi một người thường như trịnh hòa vào vụ này đang định nghênh chiến thì lão lý đã dùng phép khiến ba người đi cùng cậu bất tỉnh lão ta cho biết lão ta đã yểm chú khiến ba người kia dần bị hút đi sinh lực giờ trừ khi là cậu giao hai cây bút ra còn không thì ba người này sẽ chết cậu không biết cách trả bút thì ông ta chỉ cậu cách rằng nơi này từng là mộ trả bút nhưng nó đã bị phá hủy trong chiến tranh tuy nhiên người làm ra mộ trả bút này trước đây đã từng vẽ ra bốn con rồng để canh giữ nơi này bốn con rồng đó là bốn cột đá xanh ở phía sau cung điện kia cậu phải đến vẽ mắt cho chúng để mộ bút mở lại cậu không chắc ông ta sẽ tha cho ba người kia khi lấy được bút hay không nhưng giờ cậu chẳng còn cách nào khác cậu định đi thì tên ngũ sắc bút kia định hại đến ba cơ thể sau kia nên quay lại thì bị hắn đập cho một trận cậu không thể chống trả nên hắn cho rằng cậu là một kẻ thảm hại khi để bị người này đến người khác lừa và cậu cũng không thể manh động mà hại đến ba người đang bất tỉnh nên đành đi theo chúng đến chỗ bốn cột đá cậu sau đó phải vẽ mắt lên cho cả bốn con và thành công giải phóng bốn con rồng chúng sau đó tạo ra một trận pháp và tạo nên một cánh cổng Trung Hạ đã bước vào trong và đến một chốn bồng lai tiên cảnh. Đám ngoài kia thì thấy cậu chắc chắn sẽ chết trong kia và đến lúc đó chúng chỉ cần vào lấy bút và rồi xử luôn ba người ngoài này để lấy thêm đống bút của họ luôn. Còn Trung Hạ lúc này bị bốn con rồng vây lấy, nhưng vị cao tăng đã bước ra để đón cậu vào. Ông nói bản thân vừa là hoài tổ làm ra mộ bút những vừa không phải, cũng như cậu vừa là Lý Bạch nhưng cũng vừa không phải. Lý do ông không xem bản thân là hoài tổ vì ông chỉ đơn giản là một linh hồn nương tựa lại nơi này, ông dẫn cậu vào trong và mời cậu một ly nước. Cậu uống vào thì mọi vết thương đều lành lại cậu biết hai tên ngoài kia lừa cậu vào đây để đối phó với bốn con rồng thay chúng nhưng bốn con rồng đó từ lâu đã canh giữ nơi này và cậu là người duy nhất được ông và bốn con rồng cho vào cậu muốn xin ông cho cậu một cây bút thứ ba để đối phó lại chúng và cứu người ông cho rằng hai bút cơ thể cậu còn chưa ổn mà còn đòi cái thứ ba nhưng cậu bất chấp tính mạng miễn là cứu được ba người ngoài kia thì cậu sẵn sàng chịu cái giá nhưng ông cho biết nơi này không hề có bút linh ông đã tự do cả đời và lúc sắp chết đã bị chủ nhân mộ bút đến tìm để ép luyện linh thành bút nhưng ông đã từ chối và gửi hồn phách vào đây. Cậu nhận ra đây chỉ là nơi để ông an tịnh chứ không phải mộ bút thật sự. Cậu nhận thấy thơ của Lý Bạch cũng được viết lại ở đây. Nếu cậu hiểu được thơ thì sẽ lĩnh hội được sức mạnh thật sự của bút Lý Bạch nên xin hoài tổ giúp cậu. Tên Ngũ Sắc bút ngoài kia thấy chán nên định vui vẻ một chút với thập cửu, nhưng hắn bị Nhan Chính sút ra. Thật ra trước đó, Nhan Chính đã được Trung Hạ giao lại viên chuỗi hạt của Peter làm bùa phòng thân. Cậu biết trên lệch bản thân với đối thủ ra sao nên chọn giao lại cho Nhan Chính vì anh có khả năng thay đổi cục diện ra sao anh đã nhanh chóng chữa cho hai người còn lại và câu giờ cho trung hạ trong này hoài tổ có cách giúp cậu đạt được sức mạnh thật của bút lý bạch đó là ông sẽ hòa vào cơ thể cậu và truyền cho cậu kiến thức nhưng ông biến mất thì ảo cảnh này sẽ biến mất theo và cơ hội để cậu trả bút an toàn sẽ mất ngay giờ đây cậu có hai con đường chống lại hai tên kia hoặc cơ hội giải thoát khỏi bút linh an toàn nhưng trung hạ là người lớn và người lớn thì không chọn mà lấy cả còn ở ngoài kia cả ba đã chia ra chiến đấu thập cửu đối phó với trịnh hòa nhan chính thì đánh với lão lý còn ông quản gia thì lo tên ngũ sắc bút ông quản gia chiếm lợi thế hẳn khi giam tên ngũ sắc bút lại để giao chiến nhưng nhan chính thì thua thế trước lão lý anh buộc phải bốc đất ném vào mặt lão ta thì bị lão ta đeo mặt nạ quỷ vào lao đến tung đòn nhan chính bị đánh vào một bên tay và dính quỷ khí lão lý sau đó nhắm đến ông quản gia thì nhan chính đã ra đỡ thay ông cả nhóm phải tụ về lại một chỗ nhưng trung hạ đã trở ra khỏi ảo cảnh lão lý nhận ra bản thân đã quên mối quan hệ giữa hoài tổ và lý bạch nên lao lên đánh trước khi trung hạ tung chiêu nhưng cậu đã bắt đầu đọc thơ và tạo ra một lý bạch Lý Bạch đưa bút đến đây là ba tên kia bị đẩy lùi đến đấy. Trịnh Hoa bị Lý Bạch khống chế và rồi bất tỉnh, hai kẻ kia cùng tấn công thì Lý Bạch vẽ ra một con rồng và chặn hết chiêu từ cả hai và quay lại tấn công chúng. Trung Hạ sau đó viết ra một đoạn thơ và bao quanh cả hai tên rồi giáng đòn vào giữa. Cậu sau đó đã chiến thắng và nhớ đến lời đã hứa với Hoài Tổ. Lúc này thì cậu sẽ cần tri thức của ông để chiến đấu và đến một lúc nào đó, cậu sẽ giúp Nhan Chính gia tăng khả năng quay ngược và rồi đưa ông trở lại để giúp cậu trả bút. Cậu thấy bạn bè của cậu đều an toàn. Nhan Chính thì cũng vừa hồi lại được một ngón nên xài luôn, cậu sau đó tra hỏi lão Lý về chủ nhân của ông ta. Ông ta không thể nói vì sẽ chết, nhưng đột nhiên ông ta bắt đầu xuất hiện tình trạng như cách tộc trưởng nhà vi trước lúc chết. Tên ngũ sắc bút đã tranh thủ chạy đi còn lão Lý chỉ kịp thốt ra cái tên hàm trượng, cậu nhớ ra là từng nghe thầy quốc ngữ của cậu thốt lên lúc đến thăm Trịnh Hòa trong viện. Cậu sau đó nghi ngờ toàn bộ mọi chuyện đều bị thầy của cậu bày ra ngay từ đầu, và việc bảo cậu đi tìm bút là bước đầu tiên của kế hoạch đó, phần 1 của phim đến đây là kết thúc.